khán giả đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cùng với đài trình IBC TV với phần tin showbiz và điểm phim cuối tuần. Bắt đầu với bản tin liên quan đến tình hình tại Nam Hàn về showbiz. Elizabeth Olsen, Lee Jung Jae tham dự buổi trình diễn cung điện Seoul của Gucci. Các diễn viên Elizabeth Olsen và Lee Jung Jae trong những ngôi sao tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của nhãn hiệu xa xỉ Gucci của Italy được diễn ra tại cung điện Seoul thế kỷ 14 vào ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 5 vừa qua. Pha trộn giữa di sản Nam Hàn và thời trang hiện đại. Trong sự kết hợp giữa trang phục đường phố và thể thao, những người mẫu mặc trang phục lướt sóng hoặc là mang túi hình ván trượt khỉnh khạng giữa những cây cột cổ kính trong hành lang bao quanh sảnh chính của cung điện Gyeongbokgung. Chương trình này với nhạc nền của bộ phim Nam Hàn từng đoạt giải Oscar bộ phim Ký sinh trùng Parasite. Trong đêm chung kết là chương trình đầu tiên thuộc loại này diễn ra trong sân của cung điện. Gucci đã lên kế hoạch tổ chức một buổi trình diễn tại cùng một địa điểm vào hồi năm ngoái, nhưng đã hủy bỏ sau vụ thảm sát Halloween ở Seoul đã khiến cho 159 người thiệt mạng. Các bộ sưu tập như du thuyền ban đầu được thiết kế cho những khách hàng giàu có đi nghỉ trên các du thuyền hoặc là du thuyền trong những tháng mùa đông. Là những bộ sưu tập trang phục được sản xuất bởi các nhà tạo mẫu trên các dòng sản phẩm theo mùa. Được xây dựng từ thời điểm năm 1395, cung điện Gyeongbokgung từng là cung điện hoàng gia chính của triều đại Joseon của Nam Hàn. Kho báu quốc gia của Đại Hàn đã trở thành địa danh mang tính biểu tượng mới nhất của nhãn hàng Gucci đã chọn để giới thiệu cho bộ sưu tập của mình. Kính thưa quý vị, tập đoàn Gucci thuộc sở hữu của tập đoàn xa xỉ Pháp Kering đã chia tay với nhà thiết kế ngôi sao Alessandro Michele vào tháng 11 năm ngoái, khi doanh số bán hàng bị tụt lại so với các đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu này sẽ chào đón giám đốc sáng tạo mới Sabato De Sarno vào cuối năm nay. Barbie có thể làm bất cứ điều gì, người dân New York đổ xô đến Malibu Barbie Cafe. Arnesta Porter đã đưa cô con gái Ariel Jones 6 tuổi đến buổi khai trương của quán cà phê Malibu Barbie Cafe ở cảng biển South Street lịch sử của thành phố New York vào hôm thứ Tư và ngày 17 tháng 5 để kỷ niệm một dịp đặc biệt. Cô Porter nói, hôm nay là sinh nhật của tôi, vì vậy chúng tôi đến dự sinh nhật của tôi và con gái tôi rất thích Barbie, vì vậy chúng tôi quyết định đưa con bé đến đây. Địa điểm lấy cảm hứng từ thập niên 70, cung cấp các món trong thực đơn của Becky Brown, người lọt vào bán kết MasterChef, chẳng hạn như Beach Burger, Pacific Paradise Rainbow Pancakes và Golden Coast Cauliflower Bowl. Cũng như hộp đồ chơi Barbie kích thước thật, nơi khách hàng tạo dáng chụp ảnh. Chúng tôi thật sự muốn đưa thế giới Barbie trở nên sống động thông qua tất cả 5 giác quan của bạn, bao gồm xúc giác, khứu giác, vị giác. Mọi thứ qua lăng kính của Barbie thật sự chào mừng mùa hè và tạo ra một môi trường vừa thân thiện với gia đình, vừa vui vẻ cho người lớn cũng vậy. Michael Corrigan, một người phát ngôn của Bucket Listers, một nền tảng truyền thông kỹ thuật số và nhà sản xuất sự kiện đằng sau Malibu Barbie Cafe, đã hợp tác với nhà sản xuất đồ chơi Mattel. Corrigan cũng cho biết phản hồi đối với Malibu Barbie Cafe rất tích cực. Quán cà phê sẽ mở cửa 7 ngày một tuần cho đến ngày 15 tháng 9 và có thể phục vụ hơn 8.000 khách mỗi tuần. Tôi nghĩ Barbie đại diện cho tôi một người phụ nữ đa thế hệ, người mà nhiều năm trôi qua đã thật sự tìm thấy quyền năng của mình khi là phụ nữ và khiến cho các bé gái nhận ra rằng chúng thực sự có thể trở thành bất cứ thứ gì chúng muốn. Mara Larit từ Holbrook ở Long Island, người đến quán cà phê cùng với con dâu, cháu gái và mẹ của con dâu. Liên hoan phim Cannes khai mạc với sự tôn kính dành cho Michael Douglas, Catherine Deneuve. Kính thưa quý vị, hình ảnh tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 đã khai mạc vào ngày 16 tháng 5 với sự tôn vinh nam diễn viên Hoa Kỳ Michael Douglas và biểu tượng điện ảnh của Pháp là Catherine Deneuve và buổi ra mắt thế giới của Jeanne du Barry, một bộ phim đánh dấu vai diễn chính đầu tiên của nam diễn viên Johnny Depp kể từ khi anh đóng vai chính. Douglas cùng với vợ là Catherine Zeta-Jones và con gái của họ đã được trao giải cành cọ vàng danh dự của Liên hoan phim. Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất 78 tuổi này được biết đến với sự nghiệp rộng mở bao gồm các bộ phim như là The China Syndrome, Basic Instinct, Falling Down và Behind the Kandabra. Tất cả đều đã được trình chiếu tại Cannes. Devane, 79 tuổi, người xuất hiện trên poster lễ hội năm nay cũng được mời lên sân khấu để nói chuyện với các khách mời. Johnny Depp đóng vai vua Louis XV trong Jeanne du Barry do nam diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Maëwena Bascou đạo diễn và đóng vai chính, được biết đến với cái tên Maëwena trong vai kỹ nữ người Pháp Jeanne du Barry, người đã leo lên nấc thang xã hội tại Versailles để trở thành người được yêu thích nhất của nhà vua. Bộ phim này nói tiếng Pháp, chưa có ngày phát hành tại khu vực Bắc Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu cho sự trở lại của nam diễn viên cướp biển vùng Caribbean, người đã ít xuất hiện trên phim ảnh hoặc là truyền hình kể từ khi phiên tòa được kết thúc vào tháng 6 của năm 2022. Cannes trải thảm đỏ ngày khai mạc liên hoan phim. Thảm đỏ liên hoan phim Cannes đã được tổ chức vào sáng thứ Ba ngày 16 tháng 5, vài giờ trước khi các ngôi sao điện ảnh và đạo diễn dự kiến đến lễ khai mạc. Đây là phiên bản thứ 76, là lễ hội thứ hai sau dịch Covid-19. Như thường lệ, tuyển chọn những tên tuổi lớn của Hollywood, những gương mặt mới nổi tiếng và những người từng đoạt giải cành cọ vàng trước đây sẽ góp mặt trong Palais de Festival at the Congress. Pedro Almodovar, Natalie Portman và Michael Douglas nằm trong số những ngôi sao dự kiến sẽ xuất hiện trên đại lộ Croisette. Với những bộ phim mới của các đạo diễn là Nanni Moretti, Ken Loach và Wim Wenders nằm trong số những người tranh giải cành cọ vàng hàng đầu. Tổng cộng có 21 phim tranh giải cành cọ vàng với số đạo diễn nữ tham gia tranh giải kỷ lục 7 phim, trong đó có Homecoming của Catherine Corsini. Phần sau được bổ sung muộn sau một số tranh cãi về các vấn đề liên quan đến cách đối xử với các diễn viên nhí trên phim trường và việc không tiết lộ cảnh thân mật có trẻ vị thành niên. Khai mạc liên hoan phim là bộ phim nói tiếng Pháp Jeanne du Barry, trong đó Johnny Depp vào vai vua Louis thứ 15, vai chính đầu tiên của anh kể từ vụ xét xử vợ cũ được công bố rộng rãi. Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 5. Tiếp nối là những hình ảnh trong cuộc rượt đuổi của hoàng tử Harry và bà Meghan đã bị rượt đuổi trong một cuốn xe thảm khốc. Phát ngôn viên của hoàng tử Anh vào ngày thứ Tư ngày 17 tháng 5 cho biết, hoàng tử Anh Harry và vợ của anh là bà Meghan và mẹ của cô đã vướng vào một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi gần như thảm khốc với sự tham gia của các tay săn ảnh. Câu chuyện này xảy ra sau khi cả hai tham dự vào một buổi lễ trao giải được tổ chức tại New York bởi Miss Foundation for Women, nơi mà bà Meghan được vinh danh vì công việc của bà ấy. Những bức tượng xuất hiện trên trang mạng xã hội cho thấy Harry, Meghan và mẹ của bà là Dory Ragland trên một chiếc xe taxi. Vào đêm ngày hôm qua, công tước và nữ công tước xứ Sussex và bà Ragland đã tham gia vào một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi gần như thảm khốc dưới bàn tay của một nhóm các tay săn ảnh cực kỳ hung hãn. Đó là lời của phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố. Cuộc rượt đuổi này không ngừng kéo dài trong hơn 2 giờ, dẫn đến nhiều vụ suýt va chạm liên quan đến những người lái xe khác trên đường, những người đi bộ và hai sĩ quan của New York Police Department, tức là sở cảnh sát tại New York. Harry và Meghan đã từ bỏ vai trò hoàng gia của họ vào năm 2020 và chuyển đến Hoa Kỳ, một phần vì những gì họ mô tả là sự quấy rối dữ dội của giới truyền thông. Và bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay qua phần trình bày của xướng ngôn viên Minh Đăng và Linh Trịnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình IBC TV. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng. Cùng với chương trình sale promotion, mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc đến số phone 7148925717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi xin tạm dừng tại đây và kính chúc cho quý vị và những người thân yêu có những ngày nghỉ cuối tuần vô lượng an lạc.